Nữ hoàng Jordan cùng xuống đường phản đối IS giết phi công Kasha Esbeth, tin từ Amman Jordan. Ngày hôm nay, nữ hoàng Jordan Rania đã cùng với hàng ngàn thần dân tham dự cuộc biểu tình lên án phiến quân nhà nước Hồi giáo giết phi công Mu'adh al-Kasha Esbeth của họ. Người biểu tình tràn ngập đường phố Amman để biểu lộ sự đoàn kết với gia đình của Mu'adh al-Kasha Esbeth. Đầu tuần này, thì phiến quân nhà nước Hồi giáo đã tung một đoạn băng video cho thấy là Mu'adh al-Kasha Esbeth đã bị đốt sống trong một cái chuồng sắt. Auda Kwangwa là cựu nghị sĩ tham dự cuộc biểu tình nói rằng ông đứng cùng với đồng bào Hồi giáo của mình để phản đối phiến quân nhà nước Hồi giáo. Auda Kwangwa nói rằng điều quan trọng là một khi tôi hữu sống cùng với người anh em Hồi giáo tại Jordan muốn thông báo và nhấn mạnh rằng những điều bất hạnh đang xảy ra với tất cả các tôn giáo chứ không chỉ riêng Hồi giáo. Hôm qua, quốc vương Abdullah đã đến thăm gia đình của viên phi công và ôm người cha của al-Kasha Esbeth trong vòng tay. Để đáp trả việc IS giết chết viên phi công, Jordan đã treo cổ hai người Iraq tham gia thánh chiến, trong đó có một phụ nữ, và cam kết sẽ tăng cường hoạt động quân sự chống phiến quân nhà nước Hồi giáo. Cũng trong ngày thứ Năm, các chiến đấu cơ của Jordan đã oanh tạc các mục tiêu của phiến quân nhà nước Hồi giáo tại Syria.